Hello chị, rồi bây giờ để mình gọi tư vấn trực tiếp cho ông anh về cái start, ảnh được chúc mừng ảnh được level tuy ha. Ok nha, làm ở nhà đó. Ok rồi, anh Nhân hỏi gì? Đang hôm nay tư vấn về start level, chúc mừng Nhân được level 4 luôn nè. À, là anh hỏi gì? Anh có câu hỏi gì? Có hiểu cover put là gì không? Ok. Cover put như thế này là anh Nhân mua để cover cho cái số tiền đó. Ví dụ như bây giờ anh Nhân có 100 đồng đúng không? À, cái stock hiện giờ là 100 đô một xe. Nghe em nói không? 100 đô xe, anh Nhân muốn hứa Nhân mua vô 90 đồng một xe. Đúng không? Thì khi nào nó xuống còn 80 thì bắt buộc nó hoặc là 89 đồng hay như thế nào đó, dưới 90 đó thì nó sẽ bắt buộc anh mua vô 90 đồng xe, tại anh hứa đó mà, anh bảo đảm đó mà. Hoặc nó xuống còn 0 đồng, nó bang góp si đi đang nữa thì anh vẫn mua vô 90 đồng một xe. Đúng chưa? Đúng không? Đúng rồi, là mình hứa mình mua vô, là mình đợi nó lên mình bán tiếp. Nhưng mà cover put này là nó thêm một cái, nó hơi ngược lại cái cover call của mình là sao? Mình cái level của anh Nhân không có stock gì hết. Mà anh Nhân có quyền bán ra, giống như anh Nhân, anh có hứa anh mua vô, đúng không? Anh hứa anh mua vô 90 đồng xe. Nhưng mà bây giờ anh được quyền anh bán trước, anh short sale, gọi là short sale stock. Anh mượn cái stock của công ty hay của thằng ABC nào đó ở trên mạng, ở trên thị trường á, đúng không? Anh bán cho nó 100 đồng một xe. Hiểu chưa? Hay là hơi rối. Cái level của anh á, là anh được quyền anh bán stock, tuy anh chưa có làm chủ, anh bán stock, anh nghĩ là stock nó đang xuống nên anh bán đó, và anh nghĩ nó lên, có thể nó lên được 101, 103, thì sau này đó nếu nó có xuống nữa đó thì anh mua vô 90 đồng, anh mua vô 90 đồng một xe, anh mua vô xuống 70 đồng đi, anh mua vô cho nữa thì anh không bị lỗ. Tại sao không bị lỗ? Mình đã bán trước rồi, mình đã bán được 100 đồng xe rồi, mình mượn stock rồi. Rồi khi nó bắt anh mua vô á, bắt anh mua vô 70 đồng một xe là anh mua để anh trả lại cho thằng kia 100 đồng. Anh nói sao? Số này số của em, số home office của em. À, ok, đang record cái video sau này có thể em post để tư vấn cho mấy người về ấy, hỏi những câu hỏi nhân cũng có thể những câu hỏi của người khác để giống nhau á. Thì nhưng mà có cái lợi gì là những người mà hồi xưa đó gọi là short stock á, mà thường thường mà mới cái level tuy hay là level nào không biết mà short stock không á thì họ bị lỗ. Ví dụ như anh Nhân đang bán 100 đồng một xe mà nó lên, mới lên 200 đồng một xe là anh lỗ rồi. Mấy thằng mà GameStop nhớ không? Là anh bắt buộc anh mua vô 300 đồng, 400 đồng một xe để đền cho nó. Thì trong trường hợp này cũng vậy. Nhưng mà ví dụ như nó lên, nó anh bán 100 đồng một xe mà nó lên 105 đồng là anh lỗ 5 đồng rồi. Anh phải mua anh bền đền cho nó bắt anh đền. Thì cái level đó là nó tin tưởng là anh có tiền và có khả năng, hoặc là anh có margin, nó cho anh mượn. Phải không? Tới lúc nào đó là nó bắt anh phải trả, là anh nợ, anh nó cho anh quyền anh nợ hơn cái số tiền mà anh đang có. Là nó nghĩ anh có tài sản và anh có khả năng, anh biết anh làm cái gì nên mới đưa anh được level 4. Là giới hạn anh, nó cũng giới hạn bao nhiêu đó thôi, hoặc là nhúc lên nhiều quá thì mình sẽ bị chết. Như có nhiều đứa nó short sale rồi, nó bán short sale cái xe xong thằng kia rẻ mà không biết tụi
gì đó Robin Hood cho ngày short sale mà ngày cuối cùng stock lên dữ quá, nó phải mua nên nó ấy nên nó trả nên nó không có tiền, ví dụ vậy đó. Thì trong cái trường hợp này đó là anh Nhân bán như vậy là cũng đỡ ra cái là ví dụ nó lên 105 mà anh bán là 95 đồng 95 đồng xe, nó cho anh khoảng chừng ba đồng đi, thì nó lên 100 đồng nó lên 105 anh chỉ lỗ 2 đồng, mở lên 103 thì anh quề vốn, mở lên 102 là anh vẫn lỗ 2 đồng nhưng mà anh được cái premium 3 đồng bù qua, xét lại anh vẫn lời được 1 đồng. Hiểu không? Ừ. Thì cái đó nó cũng hơi risky, mà nó rất là risky, cái là sợ stock nó lên thôi. Anh nghĩ stock nó xuống được, còn mình sợ stock nó lên thì mình chết. Nhưng mà nó làm nó đỡ cách cho mình là mình bán trước. Mình bán trước như vậy thì nó sẽ đỡ hơn là lỡ mà stock nó xuống. Bởi vì anh Nhân cũng đông qua, anh Nhân nghĩ là à, bây giờ nó 100 đồng, mình hứa mình mua cho 90 đồng thôi. Nhưng mà lỡ rồi nó xuống dữ quá, mình phải ôm cái stock, lúc đó mình mua 90, mình stock thì giá có 50 đồng à. Đúng không? Thì bây giờ là nó có cái cover call thì anh bán trước như vậy thì khi mà nó lên, à, hoặc là anh mua như vậy, cho khi nào nó lên nhiều mà anh nghĩ nó xuống lại. Anh bán 90, cũng đang 100, anh bán 90, vẫn lên 101, 102, 103. Thì anh thấy là ok. Anh được ví dụ như BA vậy đó, bán là 220 gì, bây giờ nó lên 206, 207, mình nghĩ là chắc nó dễ xuống lại, có mình short sale đó, mình cũng có stock mình short sale nó cho nó xuống lại, nó xuống tới khi nào mình mua, mình bắt đầu mình mua mình trả đó, còn không là mình để nó xuống, nó xuống luôn là mình mua, lỡ nó xuống hơn cái số tiền mà mình đang có thì nó xuống nó còn 203, 204 thì cũng như mình mua mình trả thôi. Nhưng mà nó xuống hơn số tiền mình đang có, xuống còn 108 mà. Thì mình bắt buộc mình mua vô 202. Nhưng mà mình không sao, mình mua mình có người trả rồi. Tại mình đã bán trước lúc đó là 207 rồi. À. Hiểu không? Giải thích thì rõ ràng không? Đơn giản không? Định sao? Nếu mà nó xuống là mình lấy được tiền hai bên. À, mình lấy được tiền một bên, mình lấy được cách ăn được cái tiền premium đó. Còn nếu không á thì nó khi mà nó xuống là mình ăn lợi kia mà. Nhưng mà mình không có bị hết. Nhưng mà lỡ nó lên, cái nào ăn lợi cái là lỡ nó lên, mình cũng có tiền được premium để cover được một phần nào đó thôi. Bởi vì khi anh bán 90 như vậy cái thời gian thì có thể là nó cho anh tới được, nó cho anh được 2 đồng, 3 đồng hoặc là 5 đồng gì đó. Thì nó stock nó lên được tới 105 thì anh vẫn còn lợi, mua lại mình vẫn còn lợi, đúng không? Và vẫn quề vốn, nó vẫn cho 5 đồng, vẫn lên 103 thì mình sợ quá thôi mình mua mình cover rồi mình vẫn còn quề vốn, là như vậy. Hoặc là như vậy. Đã đó hơi risky nha, chưa hiểu rõ thì chơi đó hơi risky, sợ là sợ nó lên, nó lên quá hạn. Còn nếu anh bán dưới thì mình chỉ biết là cái tối đa là mình lỗ ở đó thôi. Đó là những đứa nó mua stock mà nó bán nó cover call đó. Là ví dụ anh mua stock bây giờ 100 đồng, thay vì anh bán thì anh mua. Anh bỏ 5 đồng rồi anh mua vô 90 là anh lỗ 10 là 10 đồng với lại 5 đồng đó là 15 đồng. Đúng không? Rồi tối đa thì khi mà stock nó lên 115 thì anh quỵ vốn, mà nó lên 200 là lúc đó anh lời. Bởi vì nếu mà nó xuống dữ quá đó thì anh có quyền anh giống như anh được bảo vệ này, anh đã quyền anh mua vô lại là anh đã quyền anh bán ra được là 90 đồng. Còn cái của mình là mình bán mình premium mà mình sợ, mình nghĩ nó xuống, mình biết chắc là có thể stock này nó đang xuống đó, mà nó xuống mà không biết nó xuống bao nhiêu, đúng không? Nó xuống dưới thì mình sợ nó xuống, mà mình muốn là nó đang lên hoặc nó nằm bình bình thôi, chứ nó xuống nhiều quá rồi mình sợ mình sẽ bị lỗ thì mình mới bán cái short đó. Nên chưa hiểu rõ thì ba cái sốt đó là hơi nguy hiểm một chút. Này bỏ tiền vẫn chưa vô. Cô đầu không cho sale put. Anh level 4 là anh sale thoải mái chứ. Anh sale naked put được chứ. Mua bán kho. Mua cái thằng SSO
Trong vòng tuần hả? Chín ngày. Vậy là bận được bao nhiêu? Ví dụ như mình mua bao nhiêu mà mình bán được bao nhiêu? Mua 16 đồng 20 sen, bán 16 đồng 20 sen. 10 là mình lời bao nhiêu? Ví dụ như mình mua cho 16 đồng, 16 đồng chẳng à, 16 đồng mấy chục sen. À, mà mình bán vậy nó trả mình bao nhiêu? 73 74. Ồ, trả nhiều vậy hả? Ừ. Mà cái đó là mình mua là hiện giờ là mình ví dụ vốn là bao nhiêu? Em mua được bao nhiêu trăm xe? Mua được 2.400 xe. Mua một cái thôi, không mua nhiều cái giống em nói hả? À còn sale kho, hiểu rồi. Thì bây giờ anh mua như vậy là 200-400 xe là tổng tổng tiền mình đầu tư là bao nhiêu? 38.800. Rồi mình bán nó cho mình trong vòng 9 ngày nó đưa mình bao nhiêu tiền premium trước? 1.759 đồng. Ồ vậy ngon. Đó là mình lấy 38.000 mình mua, giống như về anh và em nói về đi ốc thì mình mua vô một cái nhà là 38.000 và trong một tuần mình nghĩ là mình nếu mà lên thì mình bán, bây giờ mình cho mướn liền. Đó, thì mình mua xong là có người hứa sẽ mua cho mình cái giá cao hơn. Đúng không? 38.000. Thì bây giờ là hứa cao hơn là anh mua 120 á 1.600 là 38.800. Rồi anh hứa anh bán, nhưng mà nếu mà tới ngày đó nó lên 18, 9, 20 đồng á thì nó phiêu anh là anh được bao nhiêu? 30 sen là 30 sen nhân cho 2.400. Ừ, chứ bao nhiêu? Và nhân cho 2.400 xe là 720 đồng, cộng với là 1.759 đồng, 2.479 đồng. Ừ. 9 ngày. 9 ngày, rồi giờ quá ngon. Là 2.400. Nếu mà vậy là mình hứa mình chỉ lời trong vòng 7 ngày, mình cho nó mình mua stock trong vòng 7 ngày mà nó lên là mình chỉ lời mình chứ lời 700 thôi. Nhưng mà trước mắt nó đưa mình ngàn mấy trước. Thì tổng cộng nếu mà nó lên á, còn xuống á thì mình vẫn giữ được ngàn mấy, giống như nhà mình để cho mướn vậy đó, nhà nó xuống giá mà. Còn nếu mà nó lên á thì bắt buộc là tụi nó sẽ mua rồi, bởi vì nó được lời mà. Thì mình chỉ được lời thêm 700 mấy nữa thôi. Thì 3.000 mấy nó mà chia cho 38.800 được khoảng bao nhiêu phần trăm? 2.400 mấy là 39.000 đi. Giữ 38 đi. Nó anh nhân lên để chia ra thôi, anh chỉ lấy ba mấy, anh chia 38.000 nó nổi percent này nè, 3.400 là tổng cộng không. Bây giờ là lấy nó trả 2.000 mấy, lấy trả 1.700, lấy nó chia cho 38.800 giùm em trước là được bao nhiêu? Bốn chấm năm phần trăm là 1.700 chia đó ha, 4.5% là trong vòng 9 ngày. Mười bốn phần trăm trong vòng tháng, 14% là 140% trong vòng 1 năm. Là mình tính là tiền lời nhà băng là mình bằng 3%, 4% là 10%, là hơn double.
Ví dụ vốn mình 100 ngàn là mình lời được 148 ngàn nếu mà mình làm được hoài như vậy, mỗi tuần, mỗi 9 ngày. Một năm đó, nếu mà tính làm hoài, năm thì 168%. Ok, good. Tính luôn cái premium, tính luôn cái tiền mình nó phiêu. À, tính chưa tính tiền nó phiêu. Được. À, đó là cái premium đó, thì sale và call là good. Thì những anh chị mà có, những người mà đang có tiền, mà những người đang có tiền, ví dụ như không cần phải lớn, 30 mấy ngàn, có những cái tiền sẵn gọi là trong cái Roth IRA đó. Em qua làm cái video Roth IRA, thì thay vì mình không mấy, mình không biết thì mình đang mua cái stock nào, đang giữ cái stock nào đó, thì mình stock nào mình thích đó, và thay vì mình ngắt cái từng lời mình bớt, và mình không biết là nó lên hoặc nó xuống, rồi như mua qua mạng nó tự động nó xuống, thay vì biết đó lúc đó mình mua hoặc mình muốn, thì mình bán cái kho, bán như Nhân nói, bán cái cover kho trước, đúng không? Là bán trước là mình mua 150, mình nói bán 155 là được rồi, lời 5 đồng được rồi. Thì mình được cái premium đó, là nó cho mình ví dụ như lúc đó 2 đồng, 3 đồng gì đó. Hoặc là nhiều lúc cũng cho còn nhiều hơn nữa, 7 đồng gì đó. Thì khi mà nó xuống, tới ngày đó và mấy tháng này nó xuống đi chăng nữa, thì cái tiền đó mình vẫn giữ. Bù qua sức lại rồi mình trừ ra 170, thì thật ra cái tiền vốn 150 trừ hết 7 đồng tiền vốn mình còn, hoặc là 5 đồng tiền vốn còn 145 à. Để cover call là đi nó sẽ chắc ăn hơn. Chủ yếu là mình sẽ ôm stock thôi. Mình sẽ ôm stock thì mình phải ôm stock anyway rồi, đúng không? Thì mình giữ lâu dài mà. Thì mình giữ cái stock như vậy thì mình đi đường đó hay hơn. À, vậy đi, tiến hành vậy đi. Ok. Có câu hỏi gì nữa không? Em chuẩn bị em vô meeting. À, ba nha. Ok anh chị. Vậy đó, thì những anh chị, đây là những mỗi cái stock nó mỗi khác và mỗi chương trình nó mỗi khác. Thì tùy theo anh chị đầu tư về cái gì và chiến lược anh chị như thế nào, ngắn hạn hay dài hạn. Về tiền lời mình đóng thuế là tốn bao nhiêu cái này nọ thì tùy theo cái tax bracket của anh chị. Nhưng mà đây là mới tư vấn cho anh để chia sẻ về ổng đã biết là làm rồi, nhưng mà mình sẽ trả lời những câu hỏi mà ảnh đang có được, đang thắc mắc về sự tùy cái level là mình đi như thế nào để mình biết cái đường nào nó tốt cho mình. Thì mỗi người mỗi khác, khi mà trade cho stock thì có thể là thua rắn và có thể thua hơn, như cái chương trình mà option 4 đó, là ví dụ như mình mua 100 ngàn 100 đồng một xe đi, là một xe 100 đồng, 10 xe 1000 đồng, 100 xe 10.000 đồng đó, thì mình bán mình lấy 10.000 đồng vô, nhưng mà lỡ stock lên tới 200 là mình lỗ double rồi, thấy không? Lỗ tới 10.000 rồi, cũng lên 1.000 đồng thì sao? Rồi mình lỗ tới cả 900.000 cũng lên 3.000, 4.000 lên 10.000 một xe thì sao? Để mình không biết được là nó lên bao nhiêu, tại cái đó mình vô giới hạn thì mình sẽ lỗ rất là nhiều luôn, dạ, yeah. Có thể là phá sản về cái stock đó. Thì để am hiểu nó nằm ở đâu và mình đi theo cái chiến lược nào, mỗi người có mỗi chiến lược riêng để giúp cho bản thân mình tốt hơn. Đó là đây là cái chia sẻ của David, và mình mới làm một cái live consultation, được chia sẻ trực tiếp, hướng dẫn trực tiếp cho anh, và ổng đã có cái strategy riêng của ảnh nên đang làm. Thì đang làm những cái cover call thì nó gọi là chắc ăn hơn, bởi vì stock mình đã own anyway rồi, bắt buộc mình phải mua stock, và mình mua mình quyết định là mình giữ lâu, và nếu mà nó lên được giá thì ta bán. Nếu mình mua nhà cho mướn, mua nhà mình quyết định là mình giữ dài vài năm, nhưng mà mình nói nếu mà giá được thì ta bán. Thì nếu vậy thì đứa nào nó hứa nó mua cái quyền của mình để nó được làm chủ hữu căn nhà, nó bỏ nhà máy à, mà nó được chủ hữu sở hữu được một cái stock trị giá tới 38.800 đồng để lên rồi nó bán, nhưng mà lỡ nó xuống thì nó chỉ mất cái ngàn mấy thôi. Thì cái người đó thì người ta nhìn được quyền lợi đấy, nhưng mà được cái là thường stock nó lên hoặc nó xuống thì người ta sẽ mất tiền, mất trắng tiền đó trước hơn. Nhưng mà mình thì mình có được stock 38.000 lên được mình bán, mình lời thêm được mấy trăm thôi, nhưng mà mình được trước ngàn mấy thì bù qua sức lại thì kiếm được trung bình, nếu mà tính ra phần trăm thì tính là gần tới 160 mấy%, là 100.000, mà nếu mà được làm như vậy mùa hoài đó là được 100, tiền lời được 100.000 là lời được 168.000, rồi vốn với tiền lời được khoảng chừng 268.000, thì không có nào mà nó lời nhanh như vậy.
Đó, thì chơi stock là một cái risk, thì đó là tùy theo mỗi người, mình cảm thấy cái nào nó phù hợp cho mình thì mình làm. Vậy thôi nha, bye bye mọi người. Nhớ like và subscribe cho cái channel để có những cái video mới để mình sẽ update cho. Bye bye mọi người nha.